Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn trở lại với lại kênh Shop Bạc bên nhà mình. Ngày hôm nay thì mình hân hạnh gửi đến các bạn một cái mẫu nắp tay dòng vô cùng là độc lạ luôn. Đây là sản phẩm phải nói là dành cho các soái ca nhé, các anh em mình thích chơi hàng độc hàng lạ đấy, và không đụng hàng mọi người có thể tham khảo cái mẫu này. Mẫu này mình đang quay cho các bạn là một cái chiếc lắc tầm trọng lượng 4 cây, size tay là 23 cm. Đó thì đây là một cái mẫu mà mình làm cũng khá là nhiều cho các anh em mình, và thực tế là đeo cũng rất là đẹp mọi người nhé. Mẫu này thì mình có thể làm được đến tầm 10 cây cho các bạn. Đấy, hai cái đầu dòng này có thể lắp với lại cái thân dây tầm độ 6, 7, 8, 9, 10 cây cũng được. Đó thì cái kiểu này thì nó rất là ok mọi người nhé. Với hai cái thiết kế đầu dòng các bạn nhìn vô cùng là hợp với lại cái dáng lắc mà thật dẹp như thế này. Đó, bởi vì đây là cái đầu dòng thiết kế để chuyên lắp cho những cái lắc tay là bản dẹp thân dẹp như thế này. Đó, thì đây là một cái mẫu lắc tay dây đơn mọi người nhé, bằng chất liệu bạc ca và bạc đẹp, kết hợp với lại một chiếc đầu dòng 3D, hai chiếc đầu dòng 3D vô cùng là đẹp. Và ở giữa là mình có cải tiến nhé, một cái đồng kim tiền đấy ở giữa hai con rồng này. Nó vừa đẹp vừa mạnh mẽ và nó lại có cái dáng thiết kế vô cùng là độc đáo nữa. Cái đồng tiền kim tiền này thì nó khá là dày dặn và rất là hợp nhé, rất là hợp khi mà mình đưa vào cái thiết kế ở giữa hai cái đầu rồng như này đấy. Và cái biểu tượng kim tiền nó là một cái biểu tượng mà may mắn đấy các bạn mà làm ăn nhé, thì các bạn mà đeo cái lắc này đấy thì nó vừa đẹp vừa mạnh mẽ này, vừa nam tính và nó còn rất là may mắn cho các bạn làm ăn nữa nhé. Đấy, nếu như bạn nào mình thích phong thủy thì các bạn có thể mình làm cái mẫu lắc mà có cái đồng kim tiền như này thì cũng rất là hay. Còn bạn nào mình không thích cái đồng kim tiền này thì mình hoàn toàn có thể bỏ ra được cho các bạn nhé. Đấy, hoặc là thậm chí bạn nào mình yêu cầu mình lắp thêm hai cái đầu dòng này nữa vào đây, tức là trên cái lắc tay này của các bạn là có bốn đầu dòng. Đó, bốn đầu dòng luôn thì là mình cũng ok lắp được cho các bạn hết nhé. Đó thì bây giờ mình chuyên thiết kế cái hàng độc lạ, mẫu mã rất là đa dạng và phong phú. Bạn nào mình yêu thích nhé, yêu thích những cái sản phẩm mà nó có những cái tính độc đáo như thế này, thế thì mọi người liên hệ với mình qua cái số điện thoại là 0966 646 460, mình sẽ tư vấn cho các bạn nhé. Đấy, rất là nhiều mẫu mọi người ạ. Bên nhà mình là mình làm hàng đặt đấy, đôi khi là mình sẽ chỉ lưu lại những cái mẫu nhá, mẫu ảnh thôi, chứ còn thực tế là hàng là mình sẽ không có sẵn. Những cái hàng độc lạ này là các bạn có đặt bên mình hoặc là đặt đâu thì cũng chỉ là khi mà mình đặt nhá thì là người ta mới làm thôi. Còn những cái sản phẩm độc lạ này thì ít nơi mà làm hàng sẵn để cho các bạn mua. Đó, cho nên là các bạn hoàn toàn yên tâm, mình có thể ở xa thì các bạn vẫn hoàn toàn có thể đặt hàng nhé. Các bạn không lo là mình ở xa thì mình có đặt được hàng không, và chỉ cần các bạn có nhu cầu ấy thôi. Còn riêng mà các bạn có nhu cầu mà các bạn ở xa thì các bạn hoàn toàn vẫn đặt được hàng nhé. Đấy, và các bạn không quan trọng là cái chuyện là mình phải đến trực tiếp nhé, thì mình đặt mới yên tâm. Đấy, riêng bên shop nhà mình thì các bạn cứ yên tâm một điều là như vậy, mình làm rất là có uy tín và sản phẩm rất là nói rất là rõ ràng đấy, đẹp là mình nói đẹp. Cho nên là các bạn không lo là cứ phải đến trực tiếp chỗ mình đấy thì mới có thể đặt hàng mới yên tâm. Đấy, riêng nhà mình thì các bạn đặt online hay đặt đến gặp trực tiếp mình đặt cũng vậy thôi. Cho nên là các bạn hoàn toàn yên tâm nhé. Đó thì mình đang quay cho các bạn xem cái mẫu nắp tay 4 cây thiết kế hai đầu dòng rất là đẹp. Đó, mình sẽ ướm lên tay để cho các bạn xem cái dáng của sản phẩm nhé. Đấy, vô cùng là men đi, này các soái ca đeo thì phải nói là rất là thích. Mặc dù là thiết kế hình rồng nhé, nhưng mà cái lắc rất là dễ đeo, rất là độc lạ luôn. Đó, đeo vô cùng là mạnh mẽ, dáng rất là đẹp và cực kỳ là dễ đeo mọi người nhé. Đặc biệt là với cái khóa móc như thế này đấy, thì các bạn sử dụng rất là dễ tháo ra tháo vào, rất là ok. Còn là nếu như bạn nào mình thích nó hiện đại hơn một chút, phá cách hơn một chút, thì các bạn có thể làm khóa hộp nhé. Đấy, khóa hộp với cái thiết kế lắc như thế này cũng rất là đẹp. Cái này thì nó tùy theo cái sở thích của mọi người. Có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình nhé, mình sẽ tư vấn cho các bạn. Các bạn chỉ cần nói nhu cầu thôi là mình sẽ tư
thì bạn nào mình xem kênh của mình nhé, các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh cho mình để đón xem những cái rất là nhiều những cái mẫu sản phẩm mới nữa.